Câu chuyện về Ray-Ban Facebook kính mắt thông minh thế hệ đầu tiên. Kính thông minh cung cấp cho bạn một cách mới để chụp ảnh và quay video, chia sẻ cuộc phiêu lưu của bạn và nghe nhạc hoặc gọi điện để bạn có thể luôn có mặt với bạn bè, gia đình và thế giới xung quanh bạn. Được xây dựng với sự hợp tác của Facebook và Estée Lauder, Ray-Ban Story có giá khởi điểm là $299 USD và sẽ có sẵn để mua với 20 kiểu kết hợp trực tuyến và tại các cửa hàng bán lẻ được chọn ở Mỹ cũng như Úc, Canada, Ireland, Ý và Vương quốc Anh. Máy ảnh 5MP tích hợp kép của Ray-Ban Story cho phép bạn ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống khi chúng diễn ra từ góc nhìn thứ nhất độc đáo. Bạn có thể dễ dàng ghi lại thế giới khi bạn nhìn thấy nó, chụp ảnh và quay video tối đa 30 giây bằng nút chụp hoặc chế độ rảnh tay với lệnh thoại của trợ lý Facebook. Đèn LED chụp có dây cứng sáng lên để cho những người ở gần biết khi bạn đang chụp ảnh hoặc quay video. Loa mở tai được sắp xếp hợp lý, được tích hợp và mảng âm thanh 3 micro của Ray-Ban Story mang lại khả năng truyền âm thanh và giọng nói phong phú hơn cho các cuộc gọi và video. Công nghệ beamforming và thuật toán khử tiếng ồn xung quanh mang đến trải nghiệm gọi điện nâng cao như bạn mong đợi từ tai nghe chuyên dụng. Ray-Ban Story kết hợp với ứng dụng Facebook View mới. Vì vậy bạn có thể chia sẻ những câu chuyện và kỷ niệm của mình một cách liền mạch với bạn bè và những người theo dõi trên mạng xã hội. Ứng dụng Facebook View trên iOS và Android giúp bạn dễ dàng nhập, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung được chụp trên kính thông minh sang các ứng dụng trên điện thoại của bạn: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể lưu nội dung vào thư viện ảnh của điện thoại và chỉnh sửa và chia sẻ từ đó. Ngoài ra, các cải tiến mới độc quyền về chụp ảnh bài đăng được tích hợp trong Facebook View cho phép bạn tạo nội dung độc đáo để tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho các bài đăng của mình.